Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ năm 16 tháng 3 2017, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin công giáo, suy niệm lời Chúa, nhật ký Đức Giêsu lắng đọng trong ngày. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin công giáo. Các giám mục Bolivia chống dự luật cho phép phá thai vì nghèo khổ. Một linh mục Argentina phải chuyển giáo xứ vì bị đe dọa. Bác ái không phải là sản phẩm tâm hồn chúng ta, nhưng là ơn của Chúa. Các giám mục Bolivia chống dự luật cho phép phá thai vì nghèo khổ. Theo Radio Vatican, Hội đồng giám mục Bolivia phản đối dự luật của Quốc hội, đưa ra những nguyên nhân khác nhau để cho phép phá thai. Trong số các lý do, có lý do nghèo khổ cùng cực. Trong thông tin gửi đến hãng tin Fides, các giám mục Bolivia nói, đề xuất này đã bóp méo hệ thống tư pháp hình sự, xem sự nghèo khổ như một lý do để không bị trừng phạt đối với các tội phạm như giết trẻ sơ sinh và làm cho chết êm dịu. Như thể nghèo khổ là một biện minh đầy đủ để vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Cuộc cải cách nằm trong dự án bộ luật mới về hệ thống hình sự của nước này. Khoảng 157 dự kiến việc phá thai trong 8 tuần đầu của thai kỳ, chỉ một lần, nếu thai phụ sống trên đường phố hay ở trong hoàn cảnh nghèo khổ cùng cực, không có đủ nguồn lực để cung cấp cho mình và cho gia đình. Điều luật này cũng quy định là phụ nữ có thể phá thai nếu đã là mẹ của 3 đứa con hay hơn nữa và không thể nuôi nấng chúng, hoặc nếu thai phụ là một sinh viên. Dự án cũng quy định sự gián đoạn mang thai có thể xảy đến bất cứ thời gian nào của thai kỳ, nếu cần thiết để ngăn chặn một nguy hiểm hiện tại hoặc tương lai đối với sự sống hay sức khỏe của người phụ nữ, và khi các thai nhi được xác định có những dị tật không thích hợp với sự sống. Hiện nay, việc phá thai đòi phải có quyền hợp pháp cho tất cả các trường hợp, trừ khi mang thai bị bạo lực, hiếp dâm hay loạn luân và khi cuộc sống và sức khỏe của người mẹ gặp nguy hiểm. Các tổ chức bên vực quyền phụ nữ ở Bolivia, một trong những quốc gia có nhiều bạo lực tính dục trong vùng, tính rằng mỗi ngày có 185 vụ phá thai bất hợp pháp. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng việc phá thai là bạo lực đối với thân thể phụ nữ, để lại những hậu quả nặng nề trong tâm lý nữ giới, thường là không thể chữa trị. Các giám mục tuyên bố rằng nhà nước có trách nhiệm tạo ra các chính sách công nhằm cải thiện cuộc sống của người dân, cũng như các chính sách giáo dục ủng hộ phụ nữ mang thai và phòng chống bạo lực. Một linh mục Argentina phải chuyển giáo xứ vì bị đe dọa. Đức cha Fernando Carlos Maletti, giám mục giáo phận Melo Moreno, đã chuyển cha Eduardo Farrell khỏi giáo xứ Thánh Tâm ở khu Coaten, sau khi cha Farrell liên tiếp nhận được những lời đe dọa. Đức cha Maletti nhấn mạnh đến việc buôn bán ma túy bất hợp pháp tại các khu dân cư ngày càng gia tăng và tạo nên sự suy giảm sức khỏe của giới trẻ và các cuộc đụng độ tàn bạo. Giáo hội và các tổ chức từ lâu đã dấn thân hoạt động để ngăn chặn nạn nghiện ma túy. Đức cha Maletti khẳng định rằng các hoạt động mục vụ này có khuynh hướng xung đột với lợi ích nhỏ nhặt và đen tối của những người chỉ tìm quyền lực trên các lãnh thổ và lợi nhuận với bất kỳ giá nào bằng các hoạt động bất hợp pháp và đáng nghi ngờ. Trong thông tin gửi đến hãng tin Fides có biết, trong thời gian gần đây, nhiều người, tín hữu cũng như không phải tín hữu, giáo dân cũng như không phải giáo dân, đã nhận được những dấu hiệu rõ ràng rằng các hoạt động và lời giảng dạy của họ làm các băng đảng đang hoạt động ngoài vòng pháp luật khó chịu. Trong những tháng tới đây, nhất là trong những ngày gần đây, các cảnh báo và đe dọa được lặp đi lặp lại ở khu Coaten 5 và nhắm đến cá nhân cha Eduardo Farrell. Trong khi công khai tố cáo tình trạng đáng lo ngại này, các đức cha của giáo phận khẳng định rằng sự cam kết dấn thân của giáo hội trong việc tiếp tục như là giáo hội hoạt động với các anh chị em, đòi hỏi với lý trí và công lý, quyền được có cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Đức Francisco nói, bác ái không phải là sản phẩm tâm hồn chúng ta, nhưng là ơn của Chúa. Theo Francisco, đức ái không đến từ chúng ta, đức ái là một ơn,
là món quà của Chúa và chúng ta phải xin Chúa ơn này. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành, không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Thư Roma chương 12 câu 9 đến câu 13. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 15 tháng 3 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô trước 12.000 tín hữu, Đức Phanxicô khẳng định bác ái không phải là sản phẩm của tâm hồn chúng ta nhưng là ơn của Chúa. Đức Phanxicô giải thích, chúng ta được gọi để đến với tình yêu, với đức ái, đây là thiên chức cao nhất, ơn gọi tiêu biểu nhất của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo chúng ta trước nguy hiểm biến đức ái và tình yêu này thành đạo đức giả. Đó là nghĩ rằng nếu chúng ta yêu thương là vì chúng ta tốt, như thể đức ái do con người tạo ra là sản phẩm tâm hồn của chúng ta. Đức ái trước hết là một ơn. Đức Phanxicô nhắc lại, trước hết đức ái là một ơn, chúng ta không nên làm ra vẻ, nhưng đúng hơn là tự nguyện nhận những gì Chúa ban cho chúng ta. Đức ái chỉ có thể diễn tả được qua sự gặp gỡ với người khác nếu đức ái này được nảy sinh trong sự gặp gỡ với khuôn mặt hiền diệu và thương xót của Chúa Giê-xu. Đức Phanxicô nói, thói đạo đức giả có thể len lỏi khắp nơi trong cách chúng ta yêu thương. Theo Ngài, điều này có thể kiểm được khi tình yêu của chúng ta vụ lợi, có động lực là theo lợi ích riêng của mình, khi các công việc từ thiện chúng ta làm là để phô bày hoặc để lương tâm được yên ổn. Đạo đức giả hành trong tình yêu thì nặng hơn hận thù. Trong buổi tiếp kiến chung, có nhiều phái đoàn hành hương nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đoàn hành hương nói tiếng Pháp là Hiệp hội Con đường Nhân đạo do Đức Giám mục Jean-Luc Brunin, giáo phận Havre, vùng Normandy hướng dẫn, được thành lập năm 1996, Hiệp hội đào tạo cho các linh mục về mặt kinh tế do các nhà điều hành các công ty hướng dẫn. Với đoàn hành hương đến từ Syria, Liban và Trung Đông, Đức Phanxicô giải thích đạo đức giả trong tình yêu thì nặng hơn hận thù, vì đó là tính ích kỷ trá hình trong tình yêu. Tình yêu đích thực là kiên nhẫn, là không điều kiện và đau khổ vì mọi chuyện. Hiện diện trong buổi tiếp kiến chung còn có phong trào Focolari, họ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập phong trào. Đức Phanxicô cũng chào các giáo dân hành hương Trung Hoa, họ quỳ xuống chân Ngài và khóc ngay từ đầu buổi tiếp kiến, họ mang theo tượng Đức Mẹ Fatima để xin Ngài làm phép. Tình yêu ta, tình yêu của Chúa vượt ngàn núi biển khơi, giữa dòng đời Ngài dìu con tiên bước. Tình yêu của Ngài đã gọi lúc đời con, khi con còn là tội nhớ yêu đuối. Mãi mãi ngàn đời Ngài yêu con tha thiết, lấy gì đáp lại tình Chúa đã yêu con. Bao la tình Chúa quá yêu con, mênh mông hơn biển cả sông rộng. Tình Ngài yêu con không bờ bến, ngàn điều con chỉ ân tình Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho,
chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh gác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác, đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Thánh Patricio, giám mục. Dụ ngôn thời khủng bố. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì phải gọi những người thợ làm vườn nho trên đây là những người khủng bố, dùng bạo lực để chiếm đoạt hoa lợi. Đã thế, họ còn tính toán cả việc giết người và qua mặt pháp luật để cướp luôn cả vườn nho. Bọn tá điền thấy người con của chủ vườn nho thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Chúa Giêsu không chỉ tố giác một xã hội nhiễu nhương đầy bất công áp bức, Ngài muốn vạch rõ gốc rễ sâu xa của chúng, chính là lòng tham vọng, muốn chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa. Những hệ thống kinh tế, những cung cách làm ăn tạo ưu thế cho người giàu có thế lực, làm cho người nghèo càng nghèo hơn và tạo hố nhân cách giàu nghèo ngày càng cách biệt. Đó chính là chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa trên những tài nguyên mà Chúa trao cho con người quản lý. Những hình thức xâm phạm đến sự sống con người là chiếm đoạt chủ quyền của Ngài, là đấng tạo dựng nên sự sống. Khi chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa, ta trở thành những kẻ khủng bố đối với anh em mình. Hãy kiểm điểm đời sống xem mình có đang trở thành kẻ khủng bố cho anh em mình hay không. Hãy tìm dịp để viếng thăm hoặc giúp đỡ một người, một gia đình đang gặp khó khăn và bày tỏ lòng yêu thương kính trọng đối với họ. Bao la tình Chúa quá yêu con, mênh mông hơn biển cả sông rộng. Tình Ngài yêu con không bờ bến, ngàn đời con tri ân tình Chúa. Cùng theo dõi chuyên mục Nhật ký Đức Giêsu.
hôm nay con tung 72 cán bộ truyền giáo vào vùng Pere. Thời điểm này rất thuận lợi vì nông dân vừa mới thu hoạch lúa hè thu xong. Nông thôn rảnh rỗi, lòng người nhẹ phơi phới. Làng Betania nhộn nhịp hẳn lên, láng giềng không lúc nào ngơi ngớt người. Gia đình của chị Marta kẻ ra người vào như cái chợ. Tiếng giao thớt kêu kết kết giòn giả. Nhìn đoàn truyền giáo ngồi la liệt, con vừa phấn khởi vừa băn khoăn, mà băn khoăn thì nhiều hơn phấn khởi. Thứ nhất, hành lang của họ lép kẹp, tác phong đạo đức thì chưa bằng ai, kiến thức về kinh thánh thì không đáng làm học trò của luật sĩ và biệt phái. Đẩy họ lên đường, con có mặc cảm là đem con bỏ chợ và đút đồ chiên vào mõm chó. Thứ hai, miền Pere có rất nhiều người ngoại, mà đệ tử của con chưa có một chút kinh nghiệm để tiếp cận với người ngoại. Cái khó khăn lớn nhất khi tiếp xúc với người ngoại là luật, đặc biệt là luật về đồ ăn thanh và huế. Con đã hủy bỏ luật này khi nói rằng những gì từ bên ngoài mà vào trong bụng thì không thể làm cho người ta ô uế. Nhưng họ ngơ ngác không hiểu gì, nóng lòng quá con cứ phải nặng lời với họ. Các anh mà cũng tối dạ như vậy sao? Lòng dạ họ vẫn tối mịt. Ôi hậu quả của đinh đạo sai lầm. Thứ ba là những người xuất thân từ giai cấp thấp hèn, nay được quyền trừ quỷ và trị bệnh. Họ dễ bị cám dỗ về tính tự cao tự đại. Đúng thế, họ không tự cao tự đại sao được, khi thấy ma quỷ phải vâng lời họ mà xuất ra, và khi thấy người ta quỳ dưới chân họ mà cảm tạ tri ân. Người lớn được kính trọng quá mức cũng sẽ hư hỏng như con nít được nuông chiều quá lẻ. Nhưng cha ơi, tin mừng thì khẩn trương, biết sao bây giờ? Con đánh liều ra lệnh cho họ lên đường. Con xin gửi gắm số phận của họ cho lòng nhân ái của cha, và con tin rằng cha hành ở với họ. Giê-xu, con yêu của cha. Ca-phát-na-ung ngày. Cha kính mến, chúng con vừa về tới nhà, bụi bám đầy người, mồ hôi nhễ nhại. Ai nấy vội vàng nhảy xuống hồ để tắm và giặt, rồi sẽ ăn và nghỉ, không muốn làm gì nữa. Thế nhưng bà con lại ùn ùn kéo nhau tới. Các bà mẹ bồn con đến, họ bắt con của họ nắm lấy tay con, rờ vào áo con, thậm chí còn hối: hôn thầy một cái đi con, mau lớn con ạ. Cơm đã dọn ra đó rồi mà vẫn chưa được ăn. Bởi thế các đệ tử của con cằn nhằn: thầy dễ dãi quá như thế thì tới bao giờ mới được ăn? Phêrô đuổi thẳng từng: các bà bồng con về để cho người ta thở một chút. Dù nặng lời với các bà vẫn điếc không nghe. Các bà chịu đấm, miễn con cái bà được ăn xôi. Phêrô bắt đầu nổi khùng: con phải can thiệp ngay. Phêrô, cứ để trẻ em đến với thầy. Chính người lớn các anh phải noi gương các em mà sống mới được vào nước trời. Phêrô cục hứng chuồn thẳng xuống bếp, lẩm bẩm, cằn nhằn: các bà được trớn lại bồng con trở lại, xin cho chúng được bồng, được đặt tay lên đầu. Bà nào cũng cười hớn hở, không buồn không giận Phêrô nữa. Cha kính mến, trẻ thơ nào cũng dễ thương, ai cũng yêu trẻ thơ, nhưng tuyệt nhiên chưa ai kính trọng trẻ thơ. Người ta dạy trẻ thơ phải bắt chước người lớn, nhưng con lại yêu cầu người lớn phải bắt chước trẻ thơ. Người lớn đã đi xa khỏi phương hướng của tin mừng, thì lại hướng dẫn trẻ thơ đi vào con đường ấy bằng một nền giáo dục tùy tiện. Đã biết bao lần con chứng kiến cảnh người mẹ dạy con trả thù. Người ta chửi cha mày thì mày chửi mẹ người ta, tại sao lại nín thinh? Cái ghế làm con té hả? Để mẹ đánh cái ghế, nín đi con. Và than ôi, chính tác giả Thánh Vịnh Ba cũng yêu cầu Chúa đánh bể mặt và đánh gãy răng kẻ thù của mình. Cha ơi, trẻ thơ được giáo dục như thế thì lớn lên làm sao có thể đón nhận tin mừng của con? Hãy cầu nguyện và chúc lành cho kẻ thù. Nghĩ đến hàng ngàn, hàng triệu trẻ em đang bị đầu độc như thế, con cảm thấy đau xót vô vàn. Chính vì nỗi đau xót này mà đã có lần con nặng lời với người lớn: ai làm cho một trẻ thơ hư đi thì đáng buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Nguyện xin cha cho trẻ thơ mọi nơi và mọi thời được yêu thương, được kính trọng và được giáo dục một cách cẩn trọng. Giê-xu, con yêu của cha.
Sau hết, kính mời quý vị cùng Mê Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân cứu thế. Giêsu con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la. Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ. Quý vị và các bạn thân mến, dưới thời cai trị của người Roma, bất cứ một người Do Thái nào cũng đều có thể thấy và hiểu thế nào là thập giá, thế nào là vác thập giá, thế nào là chết treo trên thập giá. Bởi vì hầu như ngày nào, người ta cũng thấy có những tử tội phải kéo lê những khúc gỗ dài qua các con đường phố, để rồi sau đó bị đóng đinh vào những khúc gỗ này và cuối cùng được dựng lên trên đồi Côn-cô-tha. Vì thế, khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài rằng Ngài sẽ bị nộp, bị đánh đòn, bị treo trên thập giá, thì các môn đệ của Ngài dường như không muốn nghe, không muốn hiểu như là những gì họ đã biết về thập giá. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì làm sao một con người quyền năng như Chúa Giêsu, làm sao một con người đang gặt hái được biết bao nhiêu là thành quả trong việc giảng dạy như Chúa Giêsu, lại có thể chấm dứt cuộc đời của mình một cách thê thảm như vậy được? Đằng khác giấc mộng công hầu khanh tước mà các tông đồ đang theo đuổi làm sao có thể thành sự thật được, nếu mà thầy của ông là Chúa Giêsu phải chịu một số phận hỏng hiu như thế? Chính vì thế mà các ông đã không muốn nhìn thẳng vào sự thật là thập giá, không muốn nhìn vào thập giá và muốn quên hẳn nó đi. Đó vẫn là cơn cám dỗ triền miên của người Kitô hữu chúng ta. Văn sĩ Anatole France, người Pháp, vào những năm cuối đời, đã tưởng tượng ra một mẫu đối thoại giữa ông và Phoncio Pilato, người mà tên tuổi của ông sẽ mãi mãi gắn liền với cái chết của Chúa Giêsu. Trong cuộc đối thoại này, Anatole France đã hỏi Phoncio Pilato rằng, ông còn nhớ câu chuyện thương tâm về một vị tiên tri mà chỉ vì muốn vừa lòng người khác, ông đã ra lệnh đóng đinh vị tiên tri đó không? Sau một hồi suy nghĩ, như cố để lôi ra từ trong trí nhớ của mình sự việc trên đây, Pilato trả lời, không, không, tôi không còn nhớ gì hết. Thì ra, Pilato trong mẫu chuyện tưởng tượng của Anatole France, cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu xưa, đã cố tình muốn quên đi những nỗi đau khổ, và cứ tưởng rằng như thế là họ sẽ trốn thoát được những đau khổ cho mình cũng như cho người khác. Nhưng không thể như thế được. Đau khổ chỉ thực sự bị hóa giải, chỉ thực sự biến mất nếu mỗi người chúng ta biết thực hiện những mối thương người. Đó là đối với con người, còn đối với Chúa Giêsu thì việc làm cho những đau khổ của Ngài vơi đi, đó là sự hoán cải của chúng ta. Hãy nhìn ngắm cây thập giá của Chúa,
chúng ta sẽ tìm thấy được ở đó động lực giúp chúng ta hoán cải. Và rồi, từ việc ngắm nhìn thập giá của Chúa, chúng ta có thể thấy được thập giá của những người anh chị em sống chung quanh chúng ta. Trước những thập giá đó, chúng ta phải làm gì? Không lẽ chúng ta chỉ ngồi nhìn? Đức ái không cho phép chúng ta làm như thế, mà trái lại, nó đòi hỏi chúng ta phải ghé vai vào phát đỡ phần nào những thập giá đó. Làm được như thế là chúng ta đang thực sự bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, một việc làm mà Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta thực hiện trong mùa chay này. Amen. Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đi qua, trong cuộc đời lê chân miệt mài từ sáng. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con trở nên giống Chúa, quên mình phục vụ anh chị em mà không cần đền đáp. Tình Ngài chỉ vì con, xuống gian trần đêm xa, sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương. Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình còn quên lãng.